Anh Chí xin kính chào cô chú anh chị các bạn. Hiện tại thì em đang có mặt tại ngã tư bốn xã. Ngã tư bốn xã là đi được nhiều hướng anh chị, đường Hòa Bình nè, rồi đường Phan Anh, rồi đường Hương Lộ 2, rồi đường Bình Long, rồi đường Lê Văn Quế. Em sẽ rẽ vào con đường Hương Lộ 2 thì em sẽ chia sẻ một số tình hình của ngôi chợ bốn xã này cho bà con mình xem tham quan về ngôi chợ như thế nào, bà con kinh doanh như thế nào. Đây là trên đường Hương Lộ 2 anh chị, bên ngoài thì kinh doanh mua bán cả nhà mình thấy ha, cá ha rất là nhiều luôn anh chị. Và hiện tại thì buôn bán là thịt cũng có nè, rồi những thực phẩm thức ăn đa số thì những phần rau cải củ quả thì nằm bên trong chợ bốn xã, thì người ta gọi là chợ Hoàng Gia anh chị. Khu chợ này rất là nhiều anh chị mà công nhân về cái khu cánh rừng này đa số là đi khu vực này. Chợ này chợ sáng chiều luôn chị ha, thì em sẽ cập nhật những ngày cuối tuần của bà con mình. Đây em sẽ để vào ngôi chợ. Đây hiện tại thì bên ngoài ngôi chợ các nhà mình thấy nè, buôn bán thức ăn bán ăn nè cũng khá nhiều ha, hai bên đường luôn anh chị ha. Một tuyến đường này cũng rất là đông anh chị, tuyến đường này có thể là di chuyển đi ra ngoài tới quốc lộ 1 luôn. Đây bên ngoài bán tạp hóa ha, rất là nhiều sản phẩm bên đây, mỹ phẩm nè, tạp hóa nè, rồi các chú bán dạng như trái cây nè, rồi rau củ quả nè. Giờ chợ vắng như thế này ngồi chỉ là lướt web thôi anh chị, cả nhà mình vẫn thấy ha. Bây giờ ngồi lướt điện thoại, bây giờ tình hình tập bọn cũng khá căng về phần kinh doanh. Vậy đây thì bán mỹ phẩm rất là nhiều, rồi những sản phẩm đặt hàng quần áo, thời trang cũng có anh chị. Đây giày dép rồi nè, rất là nhiều luôn ha, sản phẩm giày dép ha. Đây về mặt chợ các nhà mình thấy là tập quán ha. Rồi về bên đây thì các nhà mình thấy một ngôi chợ khá rộng lớn ha, về những kiosk rất là lớn như thế này. Chợ này có thể là mình chạy xe vô được anh chị, tại khu vực chợ thì ở dưới là một cái khu vực chợ rất là lớn, nhiều kiosk, và bên trên á thì là một cái dãy nhà cho thuê ha. Đây cả nhà mình vẫn thấy là buôn bán của bà con mình đây, rất là nhiều mặt hàng luôn, về tập quá nè, rồi về cửa hàng rất là nhiều. Bên đây đóng hàng loạt luôn anh chị, bây giờ cửa hàng bây giờ buôn bán kinh doanh quần áo bên đây thì hôm nay tập quá này cũng có bị khó khăn ha. Đây cả nhà vẫn thấy hàng tập quá bên màn hình ống kính nè, cũng rất là nhiều mặt hàng luôn. Nhưng mà tình hình của bà con thì mua bán thì cả nhà mình vẫn thấy qua màn hình ống kính rồi, cũng có nhiều mặt khó khăn như thế này. Cũng hơi bị vắng ha anh chị ha. Về những ngày cuối tuần mà kinh doanh như vậy thì cả nhà mình thấy là nó dọn đồ sớm luôn đó nha. Nhưng mà hàng kinh doanh của bà con mình buôn bán không được á, người ta sẽ dọn sớm luôn. Một ngôi chợ rất khá đông, về các anh chị công nhân bên đây, kho xưởng bên đây rất là nhiều để đi mua. Mà bây giờ ngày cuối tuần mà như vậy nè anh chị, cả nhà thấy đồ còn rất nhiều, khá nhiều về mặt hàng ha, rau củ quả ớt luôn nè. Ở phần dưới thì mình bán về thịt anh chị ha. Ở trên lầu thì anh chị vẫn thấy là những cái phòng trọ nè, có một cái dốc xe lên ha, để em di chuyển rồi đặng cho anh chị mình thấy ha. Bên đây thì cải nè có nè, rau có nè, chắc đóng đóng luôn. Mà buôn bán của bà con hiện nay gọi là chậm, khá chậm so với mọi năm trước luôn anh chị. Đây chị vẫn thấy ha, đây cô vẫn ngồi lướt quét nữa rồi, bây giờ chú ngồi ngủ luôn chị thấy ha. Giờ buôn bán cái gì nè anh chị, giờ mới 8:30 thôi, 8:30 thôi là giờ kinh doanh mua bán, mà bây giờ ngủ như thế này nè anh chị. Thì vẫn thấy ha, trùng trùng đẹp đẹp người ngủ luôn, do mua bán không được, kinh doanh không được á, người ta ngồi cái ngủ luôn, giờ đợi khách hàng không mà ngủ luôn chị. Bên thịt heo cũng có hàng loạt luôn anh chị ha, rất là nhiều sản phẩm, hàng thịt heo bên đây, rồi rau củ quả rồi sạp đóng bỏ bên đây vậy. Đây là cái cầu mình lên trên phòng trọ nè anh chị, đây cái cầu mình lên ha, cái dốc á lên trên tầng trên. Đây là khu hàng cá, cái nhà thấy cửa hàng thực phẩm bên hàng cá cũng sung ha, bán nhiều ha, mặt hàng này đây cũng như là cá biển luôn nè, rất là nhiều luôn sản phẩm hàng hóa thì đa số trùng trùng đẹp đẹp luôn, quá trời quá đất luôn. Nhưng mà bây giờ khách hàng thì không thấy đâu luôn,
cả nhà mình vẫn thấy là có nhiều mặt hàng bây giờ của hàng cũng không thấy đâu ha. Các hàng thấy ha, cũng không thấy đâu luôn ha. Nhiều mặt hàng kinh doanh của bà con hiện nay giờ ngủ luôn, buôn bán ngủ hôm này ngủ hôm kia ngủ. Khá nhiều cô chú anh chị buôn bán không được mà ngủ mà nằm chờ khách hàng luôn anh chị. Còn khu bên ngoài thì cả nhà mình vẫn thấy là buôn bán này rau củ quả nè, rất là sung luôn ha. Vừa trái cây vừa rau củ quả nè, mặt hàng rất phải núi luôn anh chị, đóng 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 như thế này nè. Bên ngoài thì kinh doanh của bà con đây bên ngoài xe chạy thì cũng khá đông, tại vì khu vực bên đây những ngày cuối tuần người ta hay đi chợ nhiều, mà hôm nay thì cũng hơi bị vắng anh chị. Cũng có thể là một số tình hình của các anh chị công nhân ở khu vực này người ta về quê chưa có lên á. Xưa giờ khu vực bên đây rất là đông luôn á, về kinh doanh rau củ quả nè, mặt hàng thức ăn thực phẩm nè, gà hay là cá đồ, nói chung là thực phẩm là bên đây là nhất luôn anh chị. Đa số giờ bên đây kho xưởng rất là nhiều luôn, kho xưởng tính ra là khá đông. Chợ xưa có kho xưởng, chợ xưa kho xưởng đây anh chị thấy không, kho xưởng đây nè. Rồi là những giải hàng mà rau củ quả là trái cây bên đây ha, rồi rau củ quả bên kia ha, anh chị thấy bên kia đường đây cũng mua cũng khoảng 6-7 người anh chị. Nếu buôn bán như vậy đông đúc như vậy cũng bận cho bà con ha. Chứ hiện nay thì một số tình hình của bà con thì cả nhà mình cũng vẫn thấy rồi, buôn bán thì nhiều mặt hàng khó khăn lắm, khó khăn đầy dãi luôn. Mà vẫn thấy là buôn bán khách hàng không thấy luôn ha. Chỉ mà thấy nhiều cô bác ngồi mà buôn bán thấy mặt buồn buồn không có vui nổi luôn, tại vì khách hàng không thấy á. Rồi những cái đồ đó ngâm hàng lợi á, rồi mai á nó sẽ hư hao. Rồi cả nhà mình thấy có nhiều cô chú ngủ luôn, mấy anh cả nhà thấy là nằm ngủ luôn. Bởi vậy buôn bán mà vấn đề sẽ hư gồng lộ, cái nhất cái thứ hai nữa là khó khăn của bà con mình. Nhưng mà do tình hình kinh tế hiện nay thì cũng chưa gọi hẳn là buôn bán được trở lại. Ở nhà mình thấy nhiều mặt hàng kinh doanh của bà con đầy đủ mặt hàng luôn, ai cũng muốn mua đồ trong thêm đồ mà để cho khách hàng người ta mua chọn lựa hết. Bây giờ trong thêm càng trong thêm thì càng để mặt hàng vậy hoài luôn, chợ ế quá. Hồi nãy anh chạm vào chợ hàng cá với anh chị cũng nói chợ ế quá nên các anh chị cũng vẫn thấy qua màn hình đứng rồi. Nhiều cái chợ thì không phải riêng một cái chợ gọi là chợ bún xã này, bún xã này rất là sung anh chị, mà tình hình buôn bán như vậy rồi. Còn bên trong thì nó hơi chậm, bên ngoài nè thì anh chị thấy nè, lem lỏi vào khu chợ người ta bán quần áo cũng có nè, rồi thịt gà cá mắm cũng có. Nói chung là những mặt hàng kinh doanh người ta kinh doanh gì là để kinh doanh được, để buôn bán có tiền để trang trải cuộc sống anh chị. Bên đây thì kho xưởng hôm nay đóng cũng khá nhiều ha, anh thấy có người có xưởng lớn cũng đóng ha, tại vì tình hình của bà con cũng chưa có mở lại mà để cho các anh chị ở dưới tỉnh lên làm nữa. Đây là nằm trong quý 2 rồi, những ngày cuối tuần như vậy cả nhà mình thấy hồi trước nó đông lắm, hồi trước dịch, hồi trước mà dạng như là chưa có mà xảy ra những cái trận dịch đại dịch lớn hay là những cái gọi là hiện nay sự cố toàn cầu này. Đông lắm, khu vực qua tôi muốn xã là anh chị nói về khu trong ngoài đông mà Bình Tân này kia đầu là đa số rất là đông, gần rất là nhiều kho xưởng và các công ty công trình này nhiều lắm. Bây giờ một số tình hình cũng đóng cửa ha, cũng không có gọi là kinh doanh nhiều, đơn hàng thì không có, rồi những mặt hàng kinh doanh á bây giờ chậm đi, bây giờ người ta phải ít mướn người lại, ít thuê người lại, rồi có khi là người ta đóng cửa luôn anh chị. Cũng như nhiều mặt hàng kinh doanh như bên đây anh chị thấy nè, những cơ sở xưởng cơ khí luôn nè, chị thấy ha, giờ tình hình thì cũng đóng cửa ha. Những ngày này là ngày dễ làm đúng không chị, đa số thì những ngày cuối tuần á mình vẫn thấy là bà con mình đi làm cả ngày, rồi những ngày cuối tuần người ta dựa ngày rảnh này người ta ở nhà để người ta thay đổi sửa chữa này kia rồi. Đây chị thấy đóng cửa ha, nhiều cơ sở nhiều quán cửa hàng là đóng cửa như nè. Đa số thì mấy cái xưởng nhỏ lẻ nhiều, xưởng may mặc thì bên đây khá nhiều anh chị. Đa số thì những công ty may mặc nhiều, những xưởng cơ khí, những xưởng giày da, những mặt hàng kinh doanh đó thì không xa lạ gì ở khu vực Sài Gòn mình. Bây giờ thì nó hơi bị gọi là bị vắng đi.
chủ vắng thì cả nhà mình vẫn thấy thôi, mua bán thì không được, kinh doanh thì không xong. Cho nên nhiều mặt hàng kinh doanh bây giờ nó ứ động lại như vậy. Có nhiều kho xưởng mà người ta giải thể luôn, mấy cái mặt hàng đó người ta bán mà dạng như thanh lý luôn. Rất là nhiều luôn chuyện những mặt hàng. Đang chuyện không đáng là cơ xưởng bây giờ những cái mặt hàng, những cái gọi là người ta bán dép luôn, mặt bằng đâu đó. Nó thuê nè, nó nhỏ nè, kiểu như sinh viên là rồi này kia đồ, nó thuê mặt bằng nó buôn bán. Tại vì nhiều cái xưởng người ta nghỉ á, rồi công ăn việc làm không có, thất nghiệp. Bây giờ ra làm chủ bản thân mình, buôn bán ngoài lề đường, đường phố, rồi mua mặt bằng bán. Chung thì làm chủ bản thân mình thì nó gọi là một cái hay hơn. Nhưng mà cái do quan trọng là cái kinh tế anh chị. Nếu mà kinh tế mình có thì mình ra làm kinh doanh thì nó ổn hơn mình đi làm thuê làm mướn. Các nhà mình vẫn thấy là nhiều cái mặt bằng kinh doanh bên này vẫn cho thuê đây. Mặt bằng cho thuê chính chủ nha. Một cái mặt bằng ngã ba đây vẫn để là cho thuê nguyên căn. Nhưng mà hiện nay thì cũng vẫn chưa gọi là kinh doanh. Mình ổn ở trên tuyến đường quốc lộ 2 này. Bên đây thì thế giới di động cũng khá nhiều không chị? Điện máy xanh, máy quá xanh nè, thế giới di động nè, rất nhiều. Bây giờ cũng nhiều thế giới di động bây giờ cũng mở thêm cái nhà thuốc hay là điện máy quá không chị? Để kinh doanh thêm nhiều cổ phần trong cái mặt kinh doanh này. Nhưng mà hiện nay thì cũng hơi bị chậm đi. Trong vòng năm rồi tới năm nay thôi, đóng rất là nhiều các cửa hàng của thế giới di động và các điện máy xanh, máy quá xanh. Tình hình bà con năm nay cắt giảm khá nhiều, rồi mua sắm rồi các cái vật liệu vật xài này kia đồ cũng gọi là hạn hẹp lại. Cái nhà mình thấy là đúng đường lô 2 thì buôn bán kinh doanh cũng khá sung chứ, về những cơ sở nhà cơ khí nè, rồi sắt thép này kia đồ rất là khá sung, người thì đầy dẫy luôn á. Tại vì trên tuyến đường này rất gọi là nhiều các mặt hàng kinh doanh để cho bà con ở khu vực này ta về đây người ta mua bán, người ta sinh sống. Đây cả nhà thấy là nó lắp điện máy nhỏ lớn này cũng về đây nè, điện máy thì nó có siêu thị này nằm có một cái thì ở ngay trùng Nguyễn Giải em gì đúng không, Nguyễn Giải có một cái Nguyễn Giải điện máy chợ lớn cũng có rất lâu đời anh chị, bên đó cũng có mấy chục năm rồi đó. Kinh doanh mua bán thì thấy số lượng khách cũng ra vào thì cũng nói chung là tương đối. Còn về khu vực này thì không biết như thế nào. Cái bên cái đường quốc lộ 2 thì khá đông người về đây sinh sống. Tới đây thì đoạn này giao lộ với lại đường Bình Trị Đông và quốc lộ 2. Em tặng qua một đoạn để chia sẻ màn hình thông tin cho cô chú anh chị mình ha. Về khu vực quốc lộ 2 thì cả nhà mình cũng vẫn thấy là nói chung là kinh doanh cũng khá nhiều. Rồi chia sẻ về cái đoạn đường này thì cả nhà mình thấy kinh doanh của bà con thì không thiếu món gì hết. Mà số lượng khách hàng thì nó hơi vắng như thôi. Do ở đây thì công trình, rồi công ty, rồi công nhân bên đây khá nhiều. Mà bây giờ thì cũng nghỉ cũng hết 50% rồi anh chị. Sự cắt giảm của các gọi là các doanh nghiệp bây giờ cắt giảm rất nhiều. Trước Tết thì về quê em Tết rất là sớm, hồi năm 2023 cho đến nay thì cũng chưa thấy mà khảo sát lên đây làm lại anh Dùng. Vì trên đây thì chưa có gọi là khảo sát để có đơn hàng để làm việc. Cũng có 1-2 công ty thì cũng có để thuê người dán bảng. Nhưng mà đa số thì những công ty nhỏ lẻ thôi. Còn những doanh nghiệp lớn thì bây giờ cũng chưa thấy mà khảo sát mà để thuê số lượng lớn công nhân. Vậy đây các nhà thấy 1-2 cơ sở cũng còn đóng cửa đây. Rồi những cái nhà mặt bằng kinh doanh nè cũng đóng cửa, các nhà thấy nha. Những công ty bây giờ cũng còn đóng cửa. Những người mặt hàng này cửa nhơ cũng đóng cửa đây. Nhiều cái xưởng bên đây kinh doanh có từ lâu đời anh chị. Nhưng mà nhiều khi như là gồng gỗ quá nhiều rồi, người ta chịu không nổi nữa trong năm nay thôi. Mà ra nhiều cái gọi là đóng cửa tràn lan luôn. Có nhiều người tuyên bố phá sản luôn. Đây nhà bánh quá xanh á. Quá xanh thì hơi bị ít người ha.
Tôi đi Bách Hóa Xanh, Điện Máy Xanh, rồi Điện Máy Nội Thất Chợ Lớn, Thế Giới Di Động cũng khá nhiều anh chị. Đa số bên đây cơ xưởng lớn lớn rất là nhiều luôn. Thì vẫn thấy là những cái cơ xưởng lớn lớn này, nhà xưởng nè, nhà xưởng rất là rộng luôn. Đa số thì nhà xưởng thì khá nhiều trên cái đường này luôn. Cũng mong là trên đây kinh doanh mình ổn lợi, nhà xưởng thì có đủ đơn hàng để làm, để cho anh chị ở dưới tỉnh là lên mà làm ổn định, là cái công việc là ổn định hơn. Chứ bây giờ ở đây thất nghiệp, còn ở dưới các tỉnh bây giờ còn đau thương nữa. Cái Sài Gòn còn gọi là thất nghiệp, không có mang được làm ổn định. Bây giờ anh chị cũng thấy là sao mà ở dưới khu quê tỉnh mà có xưởng nhiều để tiếp anh chị đó mang được làm. Đây cái Điện Máy Xanh đây, cái động anh chị, chị thấy không, vắng que không có ai luôn. Tầm giờ này cũng phải 9 giờ rồi mà khách hàng thì không thấy luôn. Bây giờ thì nói chung là hơi bị chậm so nhiều năm trước. Mua bán mà tình hình này cũng khá căng anh chị. Nhiều chủ cửa hàng bây giờ mua bán có cửa bán được, có cửa bán không được, người ta san sẻ nhau. Thì điểm nào người ta thấy bán không được nhiều, nhiều cái gọi là nhiều tháng, gần năm, người ta thì cắt lỗ, cắt giảm luôn, chứ không gồng nữa. Chứ đa số gồng để mất bằng, để mất hàng, không mà không có chạy, bán mặt hàng không có dài được. Cho nên người ta sẽ cắt lỗ luôn. Đây là di chuyển ra đến đoạn đường của Mã Lò. Các nhà mình thấy nguyên cái đoạn đường của khu vực Quân Lũ 2 cũng khá dài ha. Từ đây cái đường Mã Lò mình cầm thẳng ra chút xíu nữa là mình sẽ ra đến quốc lộ 1 ha chị, vậy ha. Đa số trên đây xe tải khá nhiều, bây giờ xe chở hàng. Tại vì kho xưởng nhỏ lẻ trên đây nói chung là cũng đầy dãy. Trên khu Bình Tân thì người rất đông anh chị, khá rộng của khu vực Bình Tân này. Chị thấy được những xe tải hàng như vậy càng nhiều đó là Sài Gòn mình nói chung là càng bắt đầu phát triển nhẹ nhẹ lên. Bắt đầu cũng có một cái tổ chức nhẹ nhẹ lên, đó là bà con kinh doanh mua bán cần hàng quá ở đỉnh trở lên để tiêu thụ. Những ngày cuối tuần thì xe tải mà chở lên như vậy thì nói chung là hàng quá đang di chuyển vào anh chị. Hướng quốc lộ 1 quá di chuyển vào anh đây, hướng miền Tây đem hàng quá lên. Nói chung là kinh tế kinh doanh của mọi người thì nói chung là trăm người bán nhiều dạng người mua anh chị. Nhưng mà hiện nay thì chỉ còn có 100 người bán dạng như là khoảng được có 4-50 người mua thôi. Dưới một nửa anh chị, không có hơn. Thì tình hình kinh tế hiện nay thì bà con mình cũng thấy rồi. Trên về khu vực lũ 2 này, ở nhà mình thấy trường học có nè, rồi bệnh viện có nè, bệnh viện ở đây bệnh viện thực hành ha. Rồi cũng cơ xưởng có nè, Điện Máy Xanh hay là Bách Hóa Xanh có khá nhiều ở trên tuyến đường này, nhưng mà đầy đủ luôn anh chị. Xe thì rất là đông luôn, nhưng mà số lượng mà kinh doanh hàng sản phẩm bây giờ cắt giảm khá nhiều. Một tuyến đường này thôi Bách Hóa Xanh nè, rồi cái động cũng có nhiều cái đó anh chị, 2-3 cái ở đây luôn. Đa số bà con lên trên khu vực khu lũ 2 ở Bình Thị Đông, rồi ở Phan Anh, rồi ở trên đường Bình Tân này. Đa số làm cơ khí may mặc.
trên đây mua bán cũng khá nhiều. Còn mình nói chung là ai cũng muốn đổ về đây để kinh doanh hết. Trước thì là những người nước ngoài á, về đây người ta lên đây đó, người ta đầu tư về kinh doanh nhiều lắm vậy. Bà con nước ngoài đa số thì miền Trung á, vào khu vực Bình Tân này rồi lập nghiệp, người ta ăn nên làm gia rất nhiều. Video cũng đã khá dài, em cũng xin dừng clip tại đây. Em cũng cảm ơn cô chú anh chị mình đã đồng hành. Cô chú anh chị hãy đăng ký kênh và để cập nhật những clip mới để mình tìm hiểu về khu vực Sài Gòn hay sống như thế nào. Em chia sẻ qua ngành đóng tính. Em xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn.